Hi, chào các bạn, lại là tôi, Game Hay Thế Giới. Trong trận chiến giữa các Titan phóng xạ thì rất là nhiều con quái vật đã bị tiêu diệt. Những mảnh xương, những mảnh thịt đã văng tứ tung khắp trái đất. Kết thúc trận chiến, những con Titan mạnh nhất còn sót lại như King Kong, Godzilla đã đều ẩn mình và không bao giờ quay trở lại nữa. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không. Bên phía của con người, nhiều tổ chức, chính phủ, phi chính phủ đã lập ra nhân hội để tìm kiếm những tủy sống, xương và xác của những con Titan phóng xạ đã chết, nhằm để hình thành và tạo ra một đội quân quái vật phục vụ cho tổ chức đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên và quyền lực. Lúc này đã có một tổ chức khủng bố, bọn chúng ngày đêm ráo riết tìm kiếm và cuối cùng bọn chúng đã tìm được một bộ xương của Godzilla có kích thước rất nhỏ. Chắc có lẽ đây là bộ xương của con Godzilla con. Và trong trận chiến với các Titan phóng xạ, sức ảnh hưởng quá lớn khiến cho nó chịu không nổi cũng qua đời. Về phía của tổ chức khủng bố, bọn chúng cũng nhanh chóng cho lực lượng tiến hành khai thác gen, tủy sống cũng như xương của con Godzilla con này. Sau đó ngày đêm cho vận chuyển bằng xe tải cỡ trung để tránh sự nghi ngờ của chính phủ, đem về trung tâm nghiên cứu chế tạo cái ghép gen này. Và những tên tổ chức khủng bố đã cho gen bơm trực tiếp vào những quả trứng nhân tạo mà bọn chúng đã chế tạo ra. Không, muốn hình thành nên một đội quân quái vật dữ tợn. Nhưng mà cái công cuộc này vô cùng khó khăn. Và tỷ lệ thành công của các quả trứng dường như là bằng không. Rất nhiều quả trứng được sản xuất ra và bơm tỉ của Godzilla con một cách rất cẩn thận. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không thể nào sống được và trở nên bị ung. Các thành viên tổ chức khủng bố trong khu nhà máy nghiên cứu này ngày nào cũng đem một lượng trứng bị hư đem đi bỏ cả. Tuy nhiên, cho tới một hôm, bọn chúng đã vô tình quất một quả trứng. Bên trong quả trứng này, lúc đầu nó cũng y chang như những quả trứng hư vậy, khiến cho những tên nhân viên khủng bố tưởng rằng nó đã bị thối. Thật không ngờ, sau vài ngày vứt bỏ, bên trong lòng của quả trứng đó bắt đầu hình thành nên những mạch máu. Từ những mạch máu hình thành nên mô, cơ và các chi của một sinh vật kỳ lạ, có tủy sống của Godzilla con. Và rồi, cái điều khủng khiếp nhất tại cái khu nghiên cứu này cũng đã chính thức diễn ra. Cái quả trứng kỳ dị đó đã bắt đầu nở. Bên trong, một sinh vật quái lạ đã xuất hiện. Sinh vật này vô cùng dữ tợn. Vừa mới chào đời thôi, nó như một con quái vật khát máu, đã tấn công tất cả những tên con người nhân viên khủng bố tại khu nghiên cứu này. Những tên nhân viên vô cùng hoảng loạn, một số tên còn dùng súng bắn vào người nó, nhưng chẳng xì nhơi gì cả. Chắc có lẽ nó đã thừa hưởng tí của loài Godzilla nên có một sức mạnh vô cùng phi thường. Và chắc có lẽ bởi vì nó xuất thân là một cái trứng nhân tạo, chứ không phải từ cơ thể của loài quái vật khổng lồ, nên người của nó rất là tí hoang, nhưng đổi lại rất là khỏe, rất là nhanh. Lúc này những tên sát thủ khủng bố canh chừng tại nơi đây cũng cố gắng dùng súng và phải tiêu diệt được cái con quái vật kỳ lạ nở ra từ một quả trứng lỗi này, nhưng dường như bọn chúng đã không làm được. Ngược lại, lũ sát thủ này đã bị tiêu diệt bởi nó hoàn toàn. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, nó cũng nhanh chóng bỏ chạy thật nhanh, bỏ chạy thật xa khỏi khu vực đó. Cứ chạy mãi, nó đã chạy vào một khu vực của nhà dân. Lúc này những con chó với cái lỗ mũi rất thính đã đánh hơi ra mùi kỳ lạ của một sinh vật nào đó. Bọn chúng sủa dữ dội và cũng chính tiếng sủa của lũ chó này cũng đã biến bọn chúng trở thành mồi của sinh vật kỳ dị mà chúng ta đã xem nãy giờ. Cắn và nuốt chửng một con chó đầu tiên đã khiến cho thứ sinh vật kỳ dị nở ra từ cái trứng thúi kia vô cùng thèm khát những thú nuôi của con người. Nó lại tiếp tục đi dọc hai bên đường, lũ chó càng ngày càng sủa inh ỏi. Nhưng rồi tất cả cũng đã đều bị nó nuốt hết vào bụng. Ăn hết lũ chó thì nó lại nghe thấy tiếng kêu của lũ trâu bò. Ngó sang bên phải, nó thấy những con trâu đang gặm cỏ buổi đêm này. Thế là nó cũng nuốt luôn và cho vào bụng. Tiếp tục di chuyển, nó đi dọc bờ sông, thấy động vật nào thì nó ăn động vật đó. Cứ như thế, nó đã nạp một nguồn thịt rất lớn. Vài giờ đồng hồ trôi qua, sau khi ăn thêm hai con chó nữa, thì cơ thể của cái thứ sinh vật kỳ dị này phát triển một cách nhanh như vũ bão.
Người của nó bắt đầu thay đổi, móng vuốt nó bắt đầu được hình thành, trở nên dài hơn. Và bắt đầu nó mọc thêm một cái đuôi cũng như là cái vây lưng trên người của nó. Có vẻ như thân hình của nó hào hào có gì đó giống Godzilla, nhưng vẫn còn khác biệt nhiều lắm. Nó cảm giác ở thế giới của con người không có gì là an toàn, thế là nó quyết định một mạch chạy lên trên núi, khu rừng sâu nước thiên để ẩn mình và ăn những sinh vật ở đây sống qua ngày. Tuy nhiên, trên đường đi, bụng của nó vô cùng cồn cào và nó đã ngửi được mùi thịt thúi. Thì ra, nó đã đặt chân tới một khu nghỉ trang được có người xây dựng ở trên đồi núi này. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, liền nhanh chóng đào những cái mộ này để ăn những cái xác thối. Nó cảm thấy vô cùng ngon lành. Nhưng thật sự nó đã vô tình đụng chạm đến những người chết. Những linh hồn ở đây vô cùng căm phẫn bởi con quái vật này. Trong lúc nhai ngấu nghiến những xác chết thì con thằng làng quái dị này nó bắt đầu cảm thấy có gì đó ớn lạnh. Nhưng nó chẳng quan tâm, nó lại tiếp tục đi lục tung và đào những cái mồ mả để ăn thịt của những người chết. Cho đến khi những người chết thật sự nổi giận và bắt đầu hiện hình, nó thấy được rất là nhiều bóng ma trông rất là kỳ quái. Tuy nhiên thì nó có biết hồn ma là cái gì đâu, thậm chí nó còn tưởng đó là thức ăn nhanh chóng hút vào, nhưng dường như lại không thể. Những hồn ma bắt đầu trêu ngươi nó, khiến cho nó vô cùng tức giận. Đột nhiên một âm thanh vang lên bảo nó hãy lại đây, hãy tới đây. Nó đã nhìn về phía trước ngay vực núi, một ma nữ đã hiện lên dụ dỗ nó tới. Thế rồi nó cũng điên tiết lên, quyết lao tới ma nữ đó để nuốt vào bụng. Nhưng thật không ngờ nó lại rơi vào một thế giới toàn là bóng tối. Chưa kịp bàng hoàng định hình nơi này là nơi nào thì ở đâu tứ phía tất cả các loài ma quỷ đã xuất hiện. Nào là ma da, ma chết oan, ma khóc nhè, ma mít ướt đã nhào vào người nó, cắn xé linh hồn của nó. Không những không sợ hãi, có quái vật thần lằn của chúng ta, nó bắt đầu bình tĩnh lại và nổi điên lên. Nó nhanh chóng hạ cái miệng của nó thật to và nuốt hết tất cả ma quỷ tại cái khu vực thế giới bóng tối đen ngòm này. Thật không ngờ nó có thể làm được như vậy. Và chính điều này cũng giúp cho nó nuốt một lượng ma khí rất lớn. Một nguồn năng lượng kỳ lạ cũng đã bắt đầu làm người của nó trở nên to hơn, khổng lồ hơn, và bắt đầu hình thành nên một dạng giống như Godzilla thật thụ. Có được hình dạng mới, nó cũng đã thoát ra khỏi cái thế giới bóng tối mà do lũ ma quỷ đã kết ấn lên. Lúc này nó lại xuất hiện tới một vùng rừng hoang vu. Nhưng mà có vẻ như cái con thằng làng Godzilla bí ẩn của chúng ta nó không còn bình thường nữa. Nó trở nên điên loạn, hung tợn hơn. Nó gặp bất cứ sinh vật nào trong rừng này đều xé xác và nuốt chửng. Nó giết mẹ, con, cha và kể cả ông hàng xóm của những sinh vật tội nghiệp tại nơi đây mà không gớm tay. Càng cắn, càng giết, càng nuốt vào bụng, nó càng điên tiết hơn. Dường như nó giống như là bị ma quỷ bị nhập vậy các bạn. Và có lẽ đây là hậu quả mà nó đã hấp thụ những loài ma quỷ trong thế giới bóng tối kết ấn kìa. Giờ thì còn có gì là biến dị của chúng ta, nó không khác gì một con ác quỷ cả. Đi tới đâu, máu đổ tới đó, hầu như tất cả các loài sinh vật khổng lồ tại khu rừng rậm rạp này. Cho đến khi nó đã đi vào hang ổ của loài rồng Hydra năm đầu. Những con rồng Hydra cảm thấy mùi của sinh vật lạ, liền bay ra và cắn xé cơ thể của con thằn lằn quái dị của chúng ta. Mặc dù bị lũ rồng cắn rất nặng, xé xác, thậm chí máu bắt đầu chảy, những con thằn lằn kỳ dị của chúng ta chẳng cảm thấy đau, mà nó càng cảm thấy thật phấn khích. Thậm chí nó còn để cho lũ rồng hai ra cắn xé quằn quại cơ thể của mình cho đến khi lũ rồng mệt lả. Và rồi nó cũng bắt đầu phản công lại, cắn những cái đầu của những con rồng hai ra nuốt vào trong bụng. Cơn khát máu, cơn quỷ ám của nó là trỗi lên, khiến cho nó càng ngày càng bạo lực và trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi nuốt được lũ rồng Hydra, người của nó đã hấp thu một lượng dinh dưỡng cực kỳ lớn và cũng đã thay đổi. Nó biến thành dạng của một con Godzilla, nhưng mà dạng của Godzilla bị quỷ ám. Giờ thì trong đầu của nó chỉ muốn uống máu tươi,
thấy được sự tàn sát chết chóc của những sinh vật khác. Bây giờ tất cả sinh vật trong rừng này hầu như đã bị nó giết rồi, chỉ còn tại thế giới của con người mà thôi. Nó sẽ tiến tới đó và cho con người đẫm máu. Cơn thịnh nộ của nó bắt đầu bùng nổ. Cả thành phố Los Santos đều chìm trong biển lửa, chết chóc, tiếng la hét khắp mọi nơi. Thì lúc này đột nhiên một nhân vật, chính xác hơn là một thần thú của thần địa ngục, đã xuất hiện lên trên trần gian để có thể ngăn cản con quái vật này. Vâng, không ai khác, chính là quái vật chó ba đầu, thú cưng của thần địa ngục. Và rồi chó ba đầu cũng hiện thân, bắt đầu tiêu diệt, không, muốn xé xác con Godzilla bị quỷ ám tàn ác kia. Lúc này chó ba đầu cũng nhanh chóng thể hiện sức mạnh vô cùng khủng khiếp của mình, sức mạnh đến từ quái vật địa ngục, đánh cho quái vật Godzilla rơi xuống 18 tầng địa ngục.